Hello, kính chào mọi người. Video này Hello gửi đến mọi người những cái mẫu áo gọi là bây giờ gọi là áo ghi lê nhiều túi đi. Bởi vì nhân dịp vừa rồi có một cái câu lạc bộ mô tô, câu lạc bộ xe mô tô đặt hàng với Hai Lúa. Thì đây là những cái mẫu áo mà Hai Lúa đã gửi cho khách, người ta xem, người ta chọn mẫu để Hai Lúa may. Thì trong video này không phải là chỉ là những cái áo dành cho người đi mô tô, mà nó có thể dành cho phóng viên nè, có thể dành cho những cái người thích cái phong cách bụi bặm nè. Đó, thì đại khái vậy. Đại khái nó là những cái áo ghi lê nhiều túi. Thì căn cứ vào những cái mẫu này đó những người nào mà thích đó, thì ví dụ như may, mình có thể may được nhiều, trên nhiều chất liệu là giả da. Da thiệt thì Hai Lúa không có nha, Hai Lúa cũng không dám nhận nữa. Tại vì may những cái hàng da nó rất là khó. Mà thợ may á, không phải ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể may được. Với lại chỉ cần sơ sẩy thôi thì một cái áo nó không có lời lãi gì bao nhiêu, nhưng mà nó hư một cái áo thì mất là rất là nhiều tiền. Cho nên chính vì vậy là Hai Lúa không có nhận làm những cái áo may bằng chất liệu da. Có thể giả da thì Hai Lúa nhận, nhưng mà với cái giá hợp lý thì Hai Lúa mới dám nhận. Chứ còn nếu mà để cho thợ may người ta may cực công quá mà cái tiền công nó chẳng được bao nhiêu đó, thì nó cũng không có đáng công. Cho nên Hai Lúa cũng không nhận. Tóm lại là quần áo chỗ Hai Lúa đó, thì Hai Lúa có thể lời ít một chút. Nhưng mà các chị em thợ may á, các anh chị em thợ may, người ta phải được trả công xứng đáng thì Hai Lúa mới nhận làm. Bởi vì Hai Lúa không có đủ thời gian để ngồi may, cho nên là phải nhờ cái đội ngũ anh chị em thợ may người ta làm. Như vậy thì đồng nghĩa với cái tiền công của người ta là phải ok một chút. Và tiếp theo là Hai Lúa xin mạn phép gửi đến mọi người cái số Zalo 0911726905 của Lúa, để mọi người có thể thắc mắc về kỹ thuật may, hay là mọi người cần biết những cái nơi mà mua những cái dụng cụ, những cái phụ liệu của ngành may mặc, và hoặc đơn giản là đặt hàng cho Hai Lúa may online. Có nghĩa là bây giờ Hai Lúa có thể nhận may đo và thiết kế riêng theo ý của từng người ở trên mọi miền đất nước, thậm chí ở nước ngoài. Thì ở nước ngoài cũng có một vài nước thì Hai Lúa cũng có nhận làm, nhận làm cho các vị kiều bào ở nước ngoài. Thì Hai Lúa xin nhắc lại là số Zalo 0911726905. Thì khi mà mọi người có nhu cầu về học nghề miễn phí, hay là những cái cần biết những cái địa chỉ để mua dụng cụ ngành may mặc, hoặc là mua phụ liệu ngành may mặc, hay mua vải vóc, và có thể đặt hàng để Hai Lúa may đo đồng phục, hay là may theo những cái mẫu thiết kế riêng cho từng người. Thì trong video này Hai Lúa chỉ muốn gửi đến mọi người một vài lời như thế. Thì mời mọi người tiếp tục xem cho hết video để mình có thể chọn lựa ra được những cái mẫu áo mà mình thích. Không phải xem video Hai Lúa là phải đặt hàng Hai Lúa. Mọi người cứ tham khảo thoải mái từ cái video review mẫu của Hai Lúa. Mọi người có thể dùng cái mẫu đó để đi đặt hàng nhờ những cái thợ may ở trong cái vùng của mình sống, hoặc là những cái nhà may nào mà mình tin tưởng đó, mình đặt hàng để họ may. Nhiều khi thì mọi người ngồi lan man trên mạng cũng không biết tìm mẫu ở đâu, thì mọi người cũng có thể là nhờ Hai Lúa tìm mẫu gửi cho mọi người, không có sao hết. Hai Lúa xin dừng lời tại đây.
Mời mọi người tiếp tục xem video. Hoa Lúa kính chào tạm biệt. Thank you.